Chú chó này đang chăm chú ngắm nhìn cô bé làm bài tập. Cô bé hỏi một câu về toán học. Zoom này, 18 tỷ chia cho 6 tỷ bằng bao nhiêu nhỉ? Chú chó tính ra đáp án. Để cho chủ nhân có một không gian học tập yên tĩnh, Zoom không cho bất kỳ một ai lại gần cô bé. Ta không được phép lại gần con gái mình sao? Tiếng chó, xe nhìn mắt tôi đi. Đợi sau khi con gái đi học, Jun liền cùng nữ chủ nhân tập luyện yoga. Nữ chủ nhân làm động tác gì, cậu cũng bắt chước làm theo. Chủ nhân thường bận bịu làm việc mà không để ý giờ tan học. Jun liền cắp sợi dây đến nhắc nhở cô đã đến lúc đi đón con gái. Quả thực là một chú chó thông minh vượt trội. Ông chủ yêu ban đầu không muốn nhận nuôi Jun, lúc nào cũng là một bộ mặt khó ở. Ngược lại chú chó đen copy lại được ông chủ cưng chiều. Jun cũng muốn bắt tay cùng yêu nhưng lại thường xuyên bị làm ngơ. Jun nhìn copy được yêu chiều, bản thân bị ghẻ lạnh mà giận tím người. Suy cho cùng nó được nữ chủ nhân nhặt ở ven đường. Thế nhưng sau khi trong nhà có đón thêm thành viên mới, Jun đã trở nên ngoan hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều canh gác bên cạnh chiếc nôi em bé. Ông chủ lo lắng cậu sẽ làm hại em bé nên đã đuổi cậu ra ngoài. Lúc này Jun nhìn thấy chú chó đen Copy ở trong nhà bước ngang qua, liền gõ gõ cửa kính bảo Copy mở cửa cho cậu. Copy nhảy với lấy tay nắm cửa rồi mở ra cho Jun vào nhà. Ấy, bạn đừng tưởng Copy xử lý mọi việc cực kỳ chu toàn. Jun ngồi ngoài cửa phòng em bé lặng lẽ canh gác cả một đêm. Đợi lúc ông chủ ngủ dậy, phát hiện Jun ngồi trước cửa liền tra hỏi Copy. Copy, Sen, Nam Thao, là mày để nó vào nhà đúng không? Copy giả vờ ngây thơ không biết gì. Ông chủ nhìn chằm chằm Copy không chớp mắt. Chuồn thôi, chuồn thôi. Dần dần, Jun trở thành vị trợ thủ trong việc chăm sóc em bé. Bỉm thay xong cậu liền cắp bỏ vào thùng rác. Em bé ăn cháo rơi ra đất. Cậu liền nằm bò xuống lau sạch sàn nhà. Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, cô bé dần lớn lên. Jun nhìn chủ nhân mỗi ngày đều dìu con gái A ra bước lên bậc thang, cậu cũng giúp đỡ chủ nhân chăm sóc cô bé. Không quản ngại mà bước cùng A ra lên tầng 2, cứ như vậy đều đặn trong vòng 3 năm liền. Nhưng vào một đêm mưa, chuyện không may đã xảy ra. Jun liên tục đập cửa thử gọi chủ nhân tỉnh giấc, sau đó vội vã kéo chủ nhân đến phòng ngủ của cô con gái Aza. Lúc này mới phát hiện Aza đã bị bệnh. May mà Jun phát hiện kịp thời, cô bé được đưa tới bệnh viện. Sau khi trở về nhà, Jun lúc nào cũng canh gác bên cạnh Aza. Nhưng một hôm cả gia đình ba người chuẩn bị đi du lịch xa, Jun muốn níu giữ họ ở lại nhưng bị ông chủ làm ngơ. Bọn họ không thể ngờ được rằng, chính bởi vì không dẫn Jun theo, cô bé Aza đã suýt bỏ mạng trong rừng rậm. Sau khi cả gia đình đi khỏi, chó đen Copy hiền lành ngoan ngoãn đã lộ rõ bộ mặt thật. Nữ giúp việc dùng tiếng chó nói chuyện với Copy. Mày làm sao? Tôi đói rồi. Mày vừa ăn mà, Copy. Nhìn tôi này, thế nào? Tôi to thế này mà, hết đồ ăn rồi. Tôi ngửi thấy mùi thịt viên hào hào ở trong tủ lạnh. Đó là của tao. Lúc này nữ giúp việc nghe thấy tiếng Jun đang cào cửa bên ngoài. Cô bé Aza không ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy bất an. Nữ giúp việc để ngăn chặn Jun trốn ra ngoài đã nhốt cậu vào lồng sắt. Tối đến, Copy nhận lúc cô giúp việc ngủ say đã lén thả Jun ra ngoài. Jun đuổi theo chủ nhân cả một đêm, cậu trông một chiếc xe chở hàng bên đường liền lén nhảy lên trên. Sau một hồi ngồi xe cuốn theo chiều gió, cậu lại xuống xe tìm kiếm tung tích của chủ nhân. Tiếp đến Jun lại trông thấy một chiếc xe van màu đỏ và lại đi ké một đoạn đường dài. Cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và chủ nhân càng ngày càng gần. Cậu chạy liên tục cả một đêm bụng đã đói lả. Jun bước tới trước bàn người đi đường đang ngồi xin đồ ăn. Cậu ăn vội một miếng rồi chạy thẳng, không ngờ bị hai tên người xấu nhắm tới. Bọn chúng muốn bắt cậu làm nồi thịt chó xào lăn nhắm rượu. Một tên đứng trước dùng đồ ăn dụ dỗ Jun, một tên luồn phía sau định vồ lén. Jun không thoát khỏi sự hiểm ác của lòng người, đã bị bọn chúng buộc vào cây. Hai tên chia nhau đi tìm người mua chó. Lúc này một cậu bé tận mắt chứng kiến tất cả. Cậu đem đồ ăn tới lấy được lòng tin của Jun, sau đó cởi trói giúp Jun. Trước khi đi, Jun ngoảnh đầu nhìn vị ân nhân nhỏ tuổi, dường như đang cảm ơn vì đã cứu mạng. Tiếp đến lại tiếp tục hành trình đi tìm chủ nhân. Đợi lúc cậu tìm thấy chủ nhân, nhưng lại phát hiện cô bé Aza đã xảy ra chuyện. Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của chủ nhân, lần theo âm thanh liền tìm thấy Aza đang bị thương ở một khe rãnh trong rừng sâu. Cậu đưa cô bé vào một hang động trú mưa, nhưng bệnh hen suyễn của Aza đã lại tái phát. Trông thấy chủ nhân vừa lạnh vừa đau đớn, Jun liền bước tới nằm cạnh giúp cô bé sưởi ấm, cho Aza một cảm giác an toàn. Đợi lúc mưa tạnh, cô bé đã phát sốt cao. Jun liền dìu đỡ chủ nhân rời khỏi hang động, hoàn toàn không để ý tới chiếc bẫy mà thợ săn gài trên mặt đất. Jun cảm thấy không ổn đã lập tức chạy tới đẩy cô bé sang bên cạnh. Nếu muộn một giây nữa thôi có lẽ bàn chân của Aza đã bị tàn tật. Trong rừng rậm nơi đâu cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Bọn họ lại bị một thân cây lớn chặn đường. Bên phải con đường đang đi lại là một vách đá sâu thăm thẳm, bên trái lại là rừng cây rậm rạp. Muốn đi qua thân cây siêu to của bà Tân Vê lốc này chỉ có thể đào một chiếc hố bên dưới. Đợi lúc hố đã đào xong, Jun sủa vài tiếng ra hiệu cô bé bỏ sang, nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Jun nhảy bật lên thân cây, phát hiện chủ nhân đã nằm thở thoi thóp trên mặt đất. Lúc này cậu đột nhiên nghe thấy tiếng của ông chủ Eo, cậu lập tức chạy đi tìm. Eo trông thấy sự xuất hiện của chú chó Jun, đoán định được chuyện xấu đã xảy ra liền lập tức chạy đuổi theo phía sau. Aza đã được tìm thấy. Ông bố yêu ôm chặt con gái lòng như lửa đốt. Phía trước lại xuất hiện một cái bẫy. Jun dùng lực nhảy bật vào người chủ nhân, yêu tránh được nguy hiểm phía trước. Nhưng Jun thì không may mắn đến vậy, cậu đã dẫm phải bẫy.
Lưỡi thép sắc nhọn đã đâm vào chân cậu. Jun đã nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Một bên là cô con gái đang nguy kịch, một bên là chú chó hoang nhặt ngoài đường. Eo nên chọn thế nào đây? Anh do dự một lát, quả quyết lựa chọn trước tiên cứu con gái của mình. Jun dõi theo hướng chủ nhân đang xa dần, ánh mắt đã dần trở nên mơ màng. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy một tiếng chó sủa, là Copy, và còn có chủ nhân tới cứu cậu. Sau đó không còn nhớ được gì nữa. Sau cùng, cô bé Aza đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Jun lại không hề may mắn đến vậy. Bác sĩ nói với Eo, Jun bởi vì mất máu quá nhiều, lại thêm trên bẫy có độc, sinh mệnh có lẽ sẽ chỉ duy trì được vài ngày nữa. Chỉ đành dùng một liều thuốc, cho cậu chết một cách an lạc không đau đớn. Có lẽ rất ít người chú ý tới chi tiết nhỏ này, Jun vẫn luôn muốn ông chủ bắt tay mình. Mà nguyện vọng giản đơn này, là cậu đã dùng cả tính mạng để đổi lấy. Lúc lần đầu tiên trông thấy ông chủ bắt tay Copy, cậu chủ động duỗi tay ra nhưng bị ông chủ làm ngơ. Lần thứ hai lúc ly biệt, cậu lại duỗi tay ra nhưng vẫn bị thờ ơ. Lần thứ ba Jun đã chọn cách trốn lên tầng 2 bắt tay với không khí. Jun vẫn luôn dùng hành động để khiến người nhà chấp nhận cậu, nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là sự trách mắng và không thấu hiểu. Đây là lần đầu tiên cả gia đình ngồi lại bên nhau, nhưng lại không thể vui cho nổi. Jun trông thấy Aza bị ngã, muốn bật dậy dìu đỡ cô bé, nhưng trông thấy Aza có ông bố bên cạnh bảo vệ, Jun cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt từ biệt cõi nhân gian. Câu chuyện sau cùng, cô bé Aza trông thấy cậu trong một tiệm vật nuôi. Đây có lẽ là sứ mệnh của một chú chó,